thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. À, sau 2 tuần tham gia với nhảy hàng cân thì chúng em đã có một cái buổi thử thách đầu tiên, đó là đi tập boxing cộng với là muay thái. Thì cái khó khăn lớn nhất đó là thể lực của em là em rất là yếu nên là rất là mệt khi mà phải tập. Và trong khi đó là mọi người thì kiểu như là thể lực tốt hơn mình nên kiểu mình cũng bị tự ti một xíu. Nhưng mà thôi thì cố gắng thôi. Rồi trong quá trình thì có tập nhảy với anh Đăng thì anh Đăng hơi là khó tính xíu. Nhưng mà thôi kệ, đẹp trai nên bỏ qua. Với lại tập thì nó yêu cầu cái cũng yêu cầu cái thể lực đó nên là mình cũng hơi bị đuối chút xíu. Nhưng mà anh Đăng đã động viên và giúp đỡ em rất là nhiều nên là em nghĩ là chắc là em sẽ hoàn thành tốt thôi. Hello, kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại các bạn đang ở trong hậu trường của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân mùa thứ 2. Và đây là tuần thứ 2 của các thí sinh. Thì bây giờ chúng ta cùng đi xem là các bạn đã chuẩn bị make up và trang phục đến đâu rồi nhá. Rồi, theo bước như thế. Tuần này thì bạn thấy cái bài của mình, bạn cảm thấy như thế nào? Có tự tin hay không về cái bài của mình? Nói chung thì bạn rất là tự tin nhưng mà biết cái độ là tí tí hay không nữa. Thì người từ ấy thấy người. Ok, bây giờ đi tiếp sang người khác. Đây đây, rồi bắt được anh Joker. Đây, xin chào các bạn, đây là anh Vượng. Yeah. Và tuần này anh sẽ vào vai Joker cùng với cô người yêu tên là Harley Quinn. Harley Quinn thì em hỏi tí là tinh thần và cái suy nghĩ anh cảm thấy thế nào, có ổn và tự tin với bạn này cùng với bạn Ngọc Anh không? Ở trong tuần này thì bài của nhóm tụi mình là một cái bài hết sức rất dị. Mình là bình thường là một người hết sức là hiền lành, nhưng mà đến tuần hôm nay thì mình phải lột xác thành người khác và bây giờ là thành như này. Đây cô gái này, An. Tuần này em sẽ vào nhân vật như thế nào? Rồi vai cám á. Ôi, nhìn mặt thế này, phúc hậu thế này, hiền lành thế này, vào vai cám á. Đúng rồi, đúng bản chất luôn. Thì thế em bây giờ là vào cám rồi. Và nhảy với Tấm à? Hay là cám nhảy với ai? Đã không, cám nhảy với lại mẹ của cám. Wanna be on top. Đây là partner của Hiền Chế, Mai Trang. Và tuần này Hiền Chế xin giới thiệu lại bài này là một bài nói về cái câu chuyện là về một con chó. Nhưng đối với bạn này sẽ là một người bạn, là một đôi mắt của cô chủ. Đây là một cô chủ sẽ bị mù.
nhân vật nhỏ bé xinh xắn của chúng ta sẽ vào vai khổng lồ xanh. Các bạn hãy cùng xem chương trình vào lúc 21 giờ trên VTV3. That's good title. Bang bang bang. 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 Ta không chạm mà ta không chạm mà ta không chạm mà ta không chạm mà. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.